ta phải giữ giới số 12, ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày hai cái cộng lại 1 tiếng rưỡi đó con, gắng đi. Ngày 24 tiếng cho phụ sinh 1 tiếng rưỡi thôi, đừng có sao lãng. Thì chắc ăn quá không. Ngày nào mình thử nha, cái bữa nào mà cháu ngoại mình hay là chồng mình mà nó nặng nhẹ thôi, mấy con cầm cuốn kinh cầm không nổi, đúng không, đọc mà đọc không vô chữ nó lạng cào cào, tôi đọc hoài đọc không không lộn tới lộn lui vậy, cợi đó. Mình cứ nghĩ cái đó là cái bình thường, còn cái chuyện của mình mỗi ngày mình mà không làm mình cho đúng rồi là bao nhiêu chuyện mà còn tệ hại hơn như vậy nó sẽ xảy ra với cuộc đời của mình gấp ngàn lần. Mình cứ cho chuyện phiền phức, chuyện stress, chuyện bực bội trong gia đình là bình thường đi. Cái chuyện đọc kinh đó là quan trọng đó. Thật sự nó là quan trọng. Giờ mình giống như người mà bị tiểu đường cấp 3, mỗi ngày phải chích phải không? Chích mũi không, chích đường đâu có ngồi đây được. Mấy đệ tử không có sức khỏe nha, không ai bị đem đang đóng thuốc hay chích đường á. Thì mình cứ nghĩ mình đang bị cái bệnh là gì? Bị bệnh đọ. Đọ của ta bà này, đọ thế gian. Thì cái mỗi ngày chích 1 tiếng rưỡi vô đó Nam Mô Hắc Ra Đắc Ma Ra, dạ dạ 1 tiếng rưỡi thôi thì cũng giống như đi trị bệnh vậy đó. Thì cũng y như người bị tiểu đường cấp 3 chích vậy đó à. Nhưng mà mình có cái lợi ha, để đừng thà mất 1 tiếng rưỡi. Cái lợi thứ nhất, mình không có mất trí nhớ. Lúc mình cận tử nghiệp đây ngồi thiền mà trong đó có nửa tiếng ngồi thiền thì không bị mất trí nhớ. Thứ hai, mà ai chọc mình giận mình cũng không giận, thử đi mấy con cắt cũng có thử rồi. Thì hai cái đó mình lời. Thứ ba, mình có bị cao máu hay tiểu đường mình ngồi thiền cũng sẽ bớt đó nha, ít ít đó, nó sẽ hết luôn á. Còn cái lợi nữa là mình hồng hào đẹp ra thêm, không cần phải make up, không cần phải đánh son đánh phấn. Nếu mình đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày, tại vì cái lực á, nó làm thay đổi cái máu huyết của mình trong, nó là very khoa học luôn á, physical luôn á, là bác y dương mà con cha nói. Ngày ai mà có Phật pháp trong người là có một tập đoàn bác sĩ và có một đống chư Phật ở trong lòng của mình đưa mình về cõi niết bàn. Nghĩa là 1 tiếng rưỡi thôi mà mấy con có một tập đoàn bác sĩ, có thấy quá lợi không? Đừng nói chi bệnh liệu nha, bệnh quên chìa khóa, ngày nào cũng đóng cửa mà cứ tưởng là mình chưa đóng. Ngồi thiền nó sẽ hết. Ngày nào mình cũng mấy con nghĩ nếu mà sư phụ ngồi để nói chuyện mà trên mạng mấy con thấy, sư phụ không có ngồi thiền đọc kinh làm sao sư phụ nói nổi. Đó là nhờ ngồi thiền đọc kinh thì mới ngồi đây nói chuyện được trên mạng ấy, thiệt gì đó. Đọc kinh mấy giờ tới mấy giờ? Đọc kinh không còn biết, đọc kiểu nào mỗi thời báo biểu của mỗi người khác nhau, đọc giờ nào đúng giờ đó. Tại khi con là có kinh thì cái gì mà chư thiên ta hộ con á sẽ đúng giờ đó, chứ tự nhiên bữa nay kêu ta tới 9 giờ, ngày mai kêu ta 7 giờ, mấy chư thiên cũng quải á. Đây đọc kinh là có chư thiên tới nha, cho nên cái quan trọng là đúng giờ. Mình ngồi thiền cũng vậy, mình không có muốn bị ma quỷ hay là ai mà nó phá mình thì mình cứ ngồi đúng giờ đó, thì có mấy vị hộ pháp của mình á, mấy chư thiên là canh đúng giờ. Tại mấy vị cũng phải đi hộ người khác chứ không phải canh đúng giờ á, chứ không phải muốn làm giờ nào mình làm đó. Thà vậy mấy con có ngon á, chứ mình để cái hồ lo 5 giờ sáng
cái đọc kinh rồi ngồi thiền tới 6 giờ cái xảy xuống ngủ, ngủ tới 10 giờ sáng luôn. Đâu sao, ví dụ mở cửa tiệm trễ, hoặc là còn hơn là bây giờ á, lúc thì 5 giờ sáng, lúc thì 10 giờ tùm lum la, mình xét đúng vậy đó thì tự nhiên cái đó mình nó minh mẫn, đọc kinh nó trị luôn được bệnh cảm đó, đủ thứ bệnh đó. Mình bệnh stress thì dĩ nhiên sẽ bớt nhiều hết. Chào chào thầy kia, tôi đây. Tôi vừa nghe thầy nói cái câu này, đúng là của tôi sống như vậy á. Tôi đọc kinh lúc nào là ra giờ lúc đó, à từ nhỏ cho tới giờ tôi chỉ có 114 phạm từ hồi tôi tới nước Mỹ tới giờ, không lên không xuống. Nhiều 114 vào mà không lên không xuống, không nhúc nhích. Tôi sanh 8 đứa con rồi không nhúc nhích, cứ như vậy mãi. Giỏi thiệt vậy ta. Từ vì sáng ra 8:15 là đi lễ, nếu mà không đi lễ là giống như thiếu breakfast, thiếu ăn buổi sáng. Đó là đi với Chúa hả? Dạ. Ai Catholic. Nhưng mà có cái điều này là tôi làm đúng được nữa này, là tôi có mấy đứa cháu đi á, khi mà gặp xe vô lăng á mà nó chạy qua đó, là tôi bắt mấy đứa cháu phải làm dấu nè, nó không sao làm dấu bà. Tại vì những người trên đó, một là họ chết, hai là họ sống, thì cầu nguyện cho các cháu không biết đọc kinh thì cứ làm dấu là đủ. Cảm ơn thầy từ nãy giờ nói những cái câu chia sẻ về tâm linh mà tôi làm được cái việc. Ai khơi khơi đề tài ma nãy giờ, tài ma nó hoài 3 ngày cũng không hết, nhưng mà vô dạy những cái gì nó có hữu hiệu thực tế và thiệt, chứ không có nói mà mê tín nha. Ai mà ở gần nghĩa địa, nhà thụ gần cái đường đi xuống núi, thấy nguyện nghĩa địa không? Bữa nay đặt bức tường nó làm xong sắt đen đen á, cái mình thấy cái bia mộ của tao chừng có ông phiết à. Lúc trước thụ thấy mấy thằng hôm đến nó tội nghiệp đó, nó bằng tường bằng xi măng á, thì nó nhảy vô trong nó ngủ để cho ta đừng có thấy. Hình như là tụi nghĩa địa gì không có muốn cho hôm đến ngủ trong, cái nó làm cái song sắt bằng nhìn si chu luôn á, hay là thông luôn, hôm lát mới là đại hùng, nó đâu sợ mà. Hôm lát vô nghĩa địa ngủ không, con có biết gì không? Tại vì nó muốn thành ma mà thành không được, sống khổ hơn thấy nó tội nghiệp không? Thiệt sự là vậy mà. Cô thấy hôm lát nó gần nhà hộ, nó cứ leo vô cái bức tường, nó ngủ chung với mã vậy, nó núp cái mã rồi nó căng cái mã, tại cái mộ bia nó có cái đó, nó kéo không cả là nó làm được, còn hơn là cái chỗ flat á, nó không có gì để mà nó che là cái không khí nó thở, nó đâu có sợ ma đâu. Cho nên mấy con đừng có sợ ma. Và đồng thời á, mình lái xe ngang nghĩa địa lần nào như lần này, chú phụ đọc giảng sanh lẹ lắm, chỉ xá tụi nó một cái, ít nhiều á nó cũng ngó thấy và nó hiểu về tâm linh ma nó khôn á. Mình đọc Nam Mô Di Đà và dạ là thôi, tao mong tụi mày về Chúa ơi Phật nha, ở đây mình chi vừa lạnh vừa đói. Mình nói một câu thôi nó có thiện cảm hơn. Đa số mấy thằng ma đó nó cũng gặp mấy thằng ma ở lớn khỉ á, nó hay ngồi phía sau xe mình ban đêm á, cho nên ban đêm á chùa dặn chư mẫu mấy người mà đi về đường đó lái qua đường mặt khi về, đừng lái đường Adam Rock giờ lên cái đường đó. Hồi xưa á có con nhỏ ma nó chết á, là nó ngồi vô xe luôn, con nhìn kính hậu không thấy cái mặt nó luôn á, thiệt luôn á. Hả? Giống phim ở ngoài thì cái đâu gì đâu phim mễ nó mễ. Nên tại mỗi lần á mà ban đêm á không tin á, mỗi buổi chiều á cỡ 6 giờ khoảng này á mặt trời còn luôn nghe, là ở đó nó có cái cục granite thẳng như này, tụi nó ngồi nó còn bắt chân, nó ngồi nó nhìn mình nó giống như là mình coi sở thú, ngược lại nó coi mình như sở thú chạy qua chạy lại. Còn cái đèn đỏ là con cái đèn đỏ ngay đây cách đó chừng 10 feet, không tới 10 feet nữa,
là con thấy cái mộ bia rồi, đó, mộ bia người Việt Nam của mình là sát gốc đó luôn, có là tiếng Việt Nam mà, chở được chở nghĩa địa Amron Rock. Mà chiều nào á, Thụ cũng thấy nó ngồi đóng mà trước nó ngó xe qua, nó ngó xe về. Sư phụ có con mắt âm dương, con đâu có đâu đâu thấy. Mắt Thụ không có âm dương, mắt Thụ là mắt Phật. Âm dương. Con thấy cũng là tốt. Hả? Con thấy cũng là tốt. Mình cũng nên tâm thấy mà nó là thiền thì mình cũng phải có con mắt thứ ba, mình cứ cho nó là thiền. Tại vì mỗi ngày á, mấy con đi đụng với họ nhiều đó, mấy người tại sao mà yếu yếu đi vô đi đám ma hay vô nghĩa điểm chút dễ là cạo gió đầy mình là bị âm nó nhập vô á. Đã chứ không tin con đi 10 người mà đi đám ma về là cạo gió hết. Là thiệt mà. Nhưng mà những người tu tập người ta vô người ta ra bình thường có ai bị gì đâu. Mà mấy người mà không biết tu tập yếu yếu rồi vô nhà hoàng thăm người này thăm người kia cái về là ai cũng cạo gió, không là đâu phải là gió đâu. Ma là gió, gió là ma mà. Đúng không? Tại sao nó vô trong người của mình thì nó chữ ở trong cái gan của mình hay là vô phổi của mình hay vô thận của mình, cái từ từ cái mình ung thư gan, ung thư phổi cũng là âm. Đa số thầy bùa, thầy ngải, thầy đó ban cũng đều là dùng âm để mà thư người ta. Còn mình á, mình dùng dương để mình chữa nó ra. Cho nên sáng mấy con làm gì nha, làm gì làm ngoài 1 tiếng rưỡi mà ra bác vô hay nào á, nhìn hướng mặt trời kiếm cho ly cà phê để đó, bác ấn kim kẹt trưởng ra thẳng nó lưng lên nha, hít cho mạnh vô cho đầy cái bụng trưởng ra à, cho nên âm gì nó cũng bay ra đây hết á, à. Ai đi đà Phật là trưởng nó ra hết à. Nó có cái luồng gió ra ngón tay mình thiệt mà, âm nó theo mình bằng cái móng tay nha con, mấy cái chỗ mà thịt non ở đâu chứ, mấy cái lỗ móng tay này nè, chui vô, chui vô đây nè, cho nên đó là trưởng ra, dẫn công trưởng ra. Cha đệ tử, thấy bữa nay con buồn vậy con, đưa microphone cho đệ tử Trang này coi. Lấy cái microphone. Mất sáng là bữa nào con rảnh ra buổi sáng sáng có nắng mặt trời. Dạ sư phụ, hôm nay là ngày thiền tâm thành lập. Con rất là từ hiếu sinh gì ở đây, con chưa nói con cũng khóc rồi. Tại vì con không biết sao con cũng biết ướt dễ sợ luôn. Lòng đâu lòng? Lòng không giúp được con đâu sư phụ ơi. Thế nó lớn lớn con bữa nãy tàn mấy. Không phải ấy, cái thời lúc hồi mấy lần trước con về đây á thì cần sư phụ hơi nhiều. Cho nên con cứ nhìn hoài những cái lúc mà sư phụ có một nắm xôi tới nhà rồi một ly cà phê, trong đầu của con cứ nghĩ hoài tới lúc về tới đó. Thì cứ cái đó nó cứ nằm trong đầu con hoài, con cứ nhớ hoài một người rất là giàu, 1 tỷ phú mà không có bệnh tâm gì hết, mà có một nắm xôi, một ly cà phê, có bao nhiêu tiền mang cho hết chúng sanh mua này mua nọ. Không lòng con lúc nào cũng cảm thấy rất là thương sư phụ, rồi thương sư mẫu nữa. Thì con về thì có mấy lần trước đó thì sư phụ nói trong kinh đọc lúc nào cũng được, đọc lúc nào cũng được. Thì con hứng giờ nào cũng đọc giờ đó. Rồi sau này thì sư phụ nói ôi trời ơi, đọc như vậy hả là chưa hết, không biết lúc nào đi, lúc nào cũng biết như nào. Thế là con mới, sau đó thì con mới nghĩ ok,
Vậy thì sư phụ đọc 5 giờ, con dậy, du sành con dậy 7 giờ. Con dậy bây giờ thì con cũng dậy, con tắm rửa xong con ra, con cũng ngồi thiền, con tụng kinh. Thì con tụng kinh thì không hiểu sao thì ở dạo này con thường hay bệnh. Mà con bệnh á, con tưởng con giờ con càng tiếng mà con nằm ngồi bên cạnh mọi người, con không lây ai hết. Mà con cứ ho, con ho 3 tuần liên tiếp. Mà con không biết con bị bệnh gì. Con tưởng con bị bệnh gì đó, bị ho, lây cảm. Con lúc con ngồi thiền như thế, ngồi bên tụng kinh bên Thiên Long Cung với mọi người á, thì con sợ người ta bệnh, con nói đừng có ngồi bên cạnh. Mà tới ngồi bên cạnh không ai bệnh hết, mà con về con cứ bệnh nữa, bệnh hoài tới giờ hôm nay cái con cứ khản tiếng, con không hiểu lý do tại sao. Thì con mới ngồi xuống mẫu mẫu ơi sao không biết con bị bệnh gì mà con không hiểu sao mà bây giờ con tụng kinh thì con hát. À, con ngồi thiền, con ngồi, nhưng mà con không hiểu sao con cứ bệnh như thế này, con không biết là sao. Và nhiều khi con nói trời ơi, thương sư phụ, con không biết làm sao nữa. Mà sư phụ giờ muốn về Việt Nam càng sớm để độ chúng sanh, con cũng có lòng như vậy nữa. Mà giờ con không biết làm sao. Thì mẫu nói con thôi tụng kinh đi, tụng kinh ngồi thiền đi, tụng kinh ngồi thiền đi. Thì con bây giờ là con cứ sáng nào là 5 giờ sáng, 7 giờ sáng là bên chắc sao con. Lúc đầu thì 5 giờ sáng, nhiều khi con ngủ tới 12 giờ con ngủ cái tức đồng hồ tăng 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 5 giờ con dậy. Con dậy cũng chịu không nổi. Xong rồi nói ồ chắc chịu không nổi rồi, chắc dậy giờ 7 giờ. 7 giờ thì giờ con kéo dài gần 1 tháng là con bệnh cứ ho, cứ bệnh hoài. Con nghĩ chắc ngày bệnh gì con cũng không biết. Nhưng mà thật sự ra ngày hôm nay ngày thành lập đạo, con rất là thương sư phụ, rất là thương cha mẹ đã cho sư phụ xuống thế gian này độ cho chúng con biết đến cha mẹ. Thì cũng sư phụ là người vừa người phàm mà vừa là Bồ Tát đã dạy bảo chúng con để biết đường về với cha với mẹ. Con hôm nay con chỉ biết nói vậy thôi chứ thật sự con không biết gì hơn nữa. Con lúc nào cũng đa tạ cha mẹ đã nhiều dắt chúng con được gặp sư phụ để được về với cha với mẹ một ngày nào gần đây thôi. Và con cũng cầu mỗi lần con cầu nguyện với lại tụng kinh thì con cứ hồi hướng cho sư phụ mau mau được về Việt Nam gặp đức thầy. Thì như vậy nhiều khi con thấy sư phụ ngồi ngồi mỉm mỉm cười, nhưng mà trong lòng con cảm nhận được hết đó sư phụ ơi. Con thấy sư phụ buồn từ trong lòng buồn ra, con buồn não đè luôn, con không biết nữa. Nhưng như con nói nhiều khi con thấy sư phụ cười cười mỉm mỉm, nhưng mà trong lòng con cảm nhìn với con nhìn cặp mắt với sư phụ, như con đọc được tâm hay con không hiểu, con không phải con thần thông đâu, nhưng mà con cảm nhận như vậy đó. Ngày trước con tức cái cảnh đó, con cứ về nhà con khóc hoài luôn, con không hiểu. Thì hôm đó là con có khóc, con ở nhà con khóc, con lên cái Long Cung con cũng khóc, con vô điện cha con cũng khóc, con về nhà con cũng khóc. Thì hôm đó con có nhắn tin sư phụ, con về nhà rồi con tự nhiên con không khóc nữa, con chưa nghĩ tới thì con khóc, con không khóc được nữa. Thì có lẽ là cái nhắn tin của sư phụ đã nhắn cho con, đã an ủi tâm con và trí của con. Nhưng mà thôi thì ngày hôm nay ngày thành lập đạo thì con cũng nói với các huynh đệ tỉ muội của con, đây là tấm lòng của con với các anh chị em ở đây. Cha mẹ rất là thương chúng mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn sư phụ nhiều. Đại nha, trời ơi, vậy thích. Có lúc hồ nói đọc kinh lúc nào cũng được. Đó là gieo những hàng đệ tử mới vào lớp mẫu giáo, giống như nít gì đó, mình phải mở rộng ra. Còn hôm nay sư phụ nói mình đọc kinh đúng giờ thì là mình đã lên lớp, là mấy con đã tu giỏi rồi, mình đã thành người lớn rồi. Cho nên có hai dạng đệ tử mới về vô Thiên Tâm thì mình phải giao duyên như vậy. Tại vì có đọc đúng giờ lúc mới vừa cầm cuốn kinh mà có đúng giờ, lúc đó chưa có lưu lót, chưa có gọi là tu lâu ngày, ít nhất cũng phải 6 tháng lúc đó mới đúng giờ. Còn thời gian đầu mấy con cứ thổi mà, nhưng mà thời gian tập mà. Nhưng mà khi giỏi là phải có giờ có giấc nha.
còn tùy theo trong nhóm của họ Thiên các con có đứa thấp đứa cao mà, cho nên mấy đứa thấp thì không sao chứ, nhưng bộ nói đứa cao tại cũng là công đọc kinh, khi mà mình đã thấm nhuần rồi, mình đã có cảm ứng rồi, mình đã biết rõ con đường của mình đi rồi, mình có sự hỷ lạc rồi, mình có đời sống vui vẻ rồi, và mình biết được cái linh hồn mình về đâu, cả lúc này mình có thể biết được mình tương lai mình ở đâu đó. Cũng giống như mấy con đọc kinh, giống như con vậy thì con biết được tương lai con về chẳng rồi. Nhưng mà cái những người mà đang chạy lăng xăng ở dưới lầu này cướp bóc đó, họ biết được tương lai của họ sẽ vô họp á, đúng không? Giống như mấy lãnh đạo bây giờ làm sai cũng đang biết tương lai của họ sẽ vô lọt củi á, thì chúng ta tu tập cũng y vậy. Lúc sơ căn mới vừa bước vô thì giờ giấc không có quan, cũng quan trọng nha, nhưng mà nó không có màu nhiệm thật sự. Lớp cao cũng vậy, cả theo sư phụ nhiều năm có tùy theo ngày thì mình tu cho mình, nhưng mà chư thiên á mình cũng đã quen với mình rồi thì mấy vị cũng thích cái giọng của mình đọc, chư thiên cũng như người phàm vậy nha. Thích cái đứa này giọng trong nghe, đứa này giọng quế nha, mấy vị cũng như mình vậy thôi. Khoái thì mấy vị theo nghe mình vậy đó, thì con ốp một tiếng hai tiếng con không sao, nhưng mà cái muốn cho nó màu nhiệm mà điểm E plus A cộng là mình đúng vậy, là cho bản thân của mình tinh tấn. Thì thưa ông nói về cách đọc kinh chứ không phải là ai cũng giống hệt nhau. Thứ hai thì để sư phụ hỏi mấy vị coi con bị gì. Thì trước sư phụ có nói chuyện rồi, thường đa số là khi mà bắt đầu con đã hạ thủ công phu, con đã nhất định chỉ có cha mẹ là quan trọng nhất trên cái cõi đời này của tôi phải đi về thiên đàng và tôi phải bỏ hết những gì thế gian này, trong lòng con đang nghĩ gì vậy, thì lúc đó nghiệp tứ bời của nhiều kiếp nó đổ vô người con, tại vì con muốn quỵt người ta mà, con không muốn tái sanh để mà trả nữa. Con là con rồng á, con đâu phải là người phạm đâu. Có người vừa có nói thì khi mà mình trong cái ý chí mình nhất trí mạnh như vậy thì những cái nghiệp của những tiền kiếp mình làm sai họ cũng nhất định là phải theo quậy cho mình cho đã, chứ không thôi nhỏ này sớm muộn nó đi tôi nắm chân ai tôi đòi nợ, thì cho nên nó xảy ra bệnh tật, nó xảy ra nhất là thường nó xảy ra người trong gia đình của mình tạo cho mình rất là nhiều cái chướng ngại. Mà khi mình đã nhất trí rồi mình cũng sẽ vượt qua được cái bức tường đó như tường như chơi thôi, không có gì cản được. Đúng, chứ không cản được con. Dầu cho con mình, chồng mình, bất cứ cha mẹ mình cũng không ai cản được. Đây là cha mẹ tôi thật sự, ông bà chỉ là cha mẹ một sắc phàm này, tôi có hiếu tôi hết lòng. Nhưng mà con có nguyện khi con thành Phật con sẽ xuống độ bố bộ mẹ. Nhưng những người thân của mình á, khi mình nhất tâm á là nghiệp nó đổ lẹ dữ rồi đó, cho nên mấy con tu cũng chậm chậm, đừng có gắt quá thì phải đi về Thiên Long Sơn thì chỉ có điện mẹ nó lại sám hối nhiều á thì nó bớt có đổ cái nghiệp đổ, giống như người mà xuống dốc, giống như là vừa bị phá sản, vừa ly dị, vừa con bị bệnh, rồi vừa nhà bị nhà băng kéo luôn, rồi xe thì bị đập kiếm đại khái, một đống chuyện nó xảy ra một lúc. Cái đó gọi là tứ bề thọ địch khi mình hạ thủ không phu á. Thế hồi đã gặp cái đó rồi, nhưng mà khi mình có cha có mẹ, mình đã nắm được một cái thao để mình và cái đuốc để mình đi rồi thì mình không còn gì để mình sợ trong bóng tối của cái cõi vô minh, cái cõi ta bà này. Thầy gán gầm những cái đuốc thôi à. Ok mấy con ngồi đây chơi nha, chứ bộ đi rồi chúc tối thôi sẽ về nhà vỡ hao chừng nửa tiếng. Mấy con đem món ca không?